sợ xe cộ gì mà quy quắc vậy mà cũng còn xe chạy. Trời má ơi má, má sợ thì má làm ơn má ngồi yên trên xe đi. Má nhùng nhằng á con. Ủa mà nãy giờ hình như con thấy cái xe của nó nghiêng nghiêng á. Má ngồi sao con vậy? Trời ơi sao má ngồi một bên? Cho con nghỉ chút đi. Má ngồi bên xe nó liễn hả? Trời ơi nó liễn con chạy gần chết luôn á nãy giờ. Má quen rồi. Má trời ơi. Con có ý kiến gì nha má? Má ngồi xích vô nè. Không biết ba mày giờ này ở đâu nữa. Ngồi xuống nghỉ nghỉ chút đi. Con có chui vô đó ngủ mà. Trời đất ơi. Xỉu ngủ gục có trống không trời. Ba con mà má làm như con dung con dế vậy đi chui vô bụi. Thôi ngồi đi nghỉ chút đi. Trời con rú rồi đó. Má má nghe. Mệt quá. Xíu con có ý kiến đó nha. Sao? Chút nữa mình đổi tài vậy má. Nha. Má cầm lái của con nha. Trời ơi mệt mày quá. Thiệt á. 17 tuổi con gái trẻ khỏe. Chở má chút thang tới thang luôn. Con phải cầm tài. Rồi má ngồi sao cũng bắt má mới rảnh. Cái má ngó ngang, ngó dọc, ngó phải, ngó trái, ngó trước, ngó sau mới tìm được ba của mày. Dạ con biết. Nhưng mà khi mà má tìm được ba xong rồi má hốt xác con về luôn đi. Trời đất ơi má nghĩ sao cái xe đạp chạy từ chiều tới giờ mệt quá trời về đi má ơi. Thôi ráng đi má nói nghe nè. Chút xíu nữa ha tìm được ba. Mà không biết ông tỉnh hay ông xỉn nữa. Cái tập cái ăn nhậu không chịu bỏ. Má nóng được lắm chạy xe ôm. Người ta chạy xe là lái xe là phải cẩn thận phải giữ gìn sức khỏe. Nói hoài cũng nghe. Phải uống vài chai mới chịu. Nói má sợ quá đà rồi say xỉn. Thôi chút nữa mà kiếm được ổng nghe con. Dạ. Má dặn nè kiếm má, được. Má chở con về nha. Là ổng xỉn ổng đâu có lái được để má. Má lấy xe đạp má đâu biết xe chạy xe máy đâu. Má lấy xe đạp má chở ổng. Dạ. Còn con đâu biết chạy xe máy. Dạ. Chịu khó dẫn xe máy dẫn bộ về nhà cho má. Cuối cùng con cũng là người mệt nhất cơ má. Thì con ơi trời mà con nói cho má nghe nè ba là ba chạy xe ông đã ôm đúng không thì vòng vòng thành phố rồi không lẽ bây giờ má bắt con là chở má vòng vòng thành phố để kiếm ba hả chắc chết nó tới sáng luôn cơ má bây giờ có đi đâu thì đi cũng phải kiếm được ba chứ giờ tối nay mà ổng không về má nóng ruột má không có ngủ được khổ ghê vậy đó không biết ở đâu trời đất ơi thì ba nó xong cái má bắt rồi con thức với má luôn à nó nói rồi ba chạy xe vòng vòng biết đường đâu mà tìm má ơi về đi lo hoài khổ cũng vậy thôi con ráng đi con ơi trời ơi tao nói mày nghe má cũng khổ lắm á chuyện kinh doanh của má bữa giờ nó gặp khó khăn ủa má xí má kinh doanh gì mà con biết vậy sao giấu con thì má bán xôi bắp thì xí con lấy cái gì xin lỗi má mắc cười ông này cái gì không phải không phải hả má bán xà bắp và má nói cái từ kinh doanh con tưởng tượng má bán vàng hột sàn con quỷ bán xôi bắp cũng là kinh doanh vậy cũng là thương trường nghe ghê cũng là ăn kinh tế cũng đấu đáng đâu xe xôi bắp của má cạnh tranh với lại xe bánh mì kế bên ủa vậy hả cũng là kinh doanh không bởi vì bữa giờ má bán rồi mình lấn chiếm lòng lề đường dạ, trật tự người ta hốt tới hốt lui bữa giờ mình ăn khó khăn quá con hiểu tao mới để cho ba mày chạy ra ngoài chạy thêm xe ôm ăn đêm mà trời ơi chạy cái tật nhậu xỉn nói hoài không chịu bỏ nóng ruột dễ sợ thôi con nói cho má nghe nè bây giờ á à, má con mình về nhà nghỉ đi ha đi kiếm từ hồi chiều tới giờ biết đâu bây giờ ba con đang nằm ở nhà ngủ khò khò mấy giấc rồi cũng nên đúng không không có đâu ổng mà ngủ là mấy đứa nhỏ nó gọi cho má rồi về tới gọi cho má rồi mà ráng đi kiếm ba mày dạ, con vậy là có nghĩa là cũng phải ráng đi kiếm hả ê nè nè dạ. mày dòm cho má coi sao tao thấy mắt mát à răng nó còn không có rồi cái gì trời ơi hồi nãy tao nghi lắm mày chạy mày chở tao vô ổ gà nó xốc một cái mặt tao đập vô cái lưng của mày là tao nghi rớt mất cái răng giả của tao rồi chết cha nó đau đau à à má mày vô cái lưng coi dính cái răng giả má không không có trời ơi ơi vậy bây giờ sao trời ơi tao chết rồi bây giờ đi kiếm ba mày rồi kiếm cái răng giả cho má trời ơi bây giờ kiếm ba hay là kiếm cái răng giả cái răng giả 800 ngàn của má đó trời ơi kiếm cả hai con có ý kiến nha con kiếm ba rồi má kiếm răng giả của má đi nghỉ sao trời tối đi kiếm răng giả lên đi thôi má chở con đi thôi má chở con đi trời kiếm người khó rồi bây giờ kiếm răng nữa kiếm cái đâu có thôi kiếm răng xong trời ba đi trời ơi vừa kiếm chồng vừa kiếm răng mày sao rồi mày? Ôi, bê quá hả tôi? Mày khỏe không? Em bê không thấy được mắt em lé luôn rồi. Hôm nay mày uống quá trời luôn. Hôm nay sao rồi anh hai?
Anh hai thì vẫn giữ bình tĩnh để chở hai thằng em của anh hai về. Dạ, anh hai hay quá, anh hai đúng là đại ca. Bữa nay quá vui. Anh hai uống là không thấy anh hai ói, anh hai hay quá. Chính xác. Nhưng mà chơi thằng Sáu Lèo. Vì sao? Sáu Lèo con Sáu Sĩ, ủa Sáu Sĩ con Sáu Lèo là xỉn quá anh hai. Đúng. Bây giờ mình phải bằng mọi giá mình đưa nó về chứ không con vợ đó là nó khen hai đứa mình vậy lắm á. Trời ơi, nó chửi hai đứa mình nó chứ khen cái gì. Dắt chồng nó đi nhậu tới khuya giờ này mà chưa cho chồng nó về là mai mốt mất uy tín. Thôi, lên xe. Anh hai chở tụi bay về. Không phải đó, anh khoan chở, để tụi em nằm xuống chứ. Đâu văn như đầu quá. Đâu, chúng nó la hoài. Em nói anh đây thằng vợ của này cũng nhận phải nói, chứ có vợ nào giữ cho nó. Trời ơi, nó hỗn hào. Mỗi lần về trễ là nó chửi xấu xị mà em đàn ông mà em còn nhục. Nó chửi em nó thiệt, vợ em mà dám mở miệng mà chửi em một câu là chết liền. Vậy hả? Không bao giờ em để vợ em nó dám mở miệng mà nó chửi em không chân rồi. Anh thích nhất là cái tính dạy vợ của thằng em mày. Đàn ông phải vậy. Đúng. Không bao giờ có cơ hội mà chửi em. Đúng. Mày sợ. Là số một. Số một. Sao vậy? Cũng đứng ngoài cửa có ai chửi được đâu, sợ chứ không sợ. Đúng. À nó đuổi mày ra khỏi nhà rồi đó hả? Đứng ngoài cửa rồi nó chửi trong nhà nó nghe. Bởi vậy thằng em nói thiệt. Tao bây giờ sao? Ai, ủa mày, trời ơi, nè. Ủa mày hả mày? Nghe anh hai dặn nè, dân nhậu của mình và phải giữ tư cách của dân ăn nhậu. Dạ, thấy không? Không có nói chuyện lèm bèm, không có nói chuyện lê thê lết phết. Thấy không? Có nhậu, có say, có xỉn, cố gắng chịu, chứ không có ối mửa tùm lum tùm la. Thấy không? Dạ. Làm như vậy là tào lao, mía lao. Thấy không? Dạ. Phải giữ tư cách của dân ăn nhậu. Dạ. Ừ. Vậy là anh thấy yên tâm rồi. Vậy là bây giờ anh ủa sao xe anh hai bữa nay sao chở nhiều người quá vậy? Nhiều người làm anh đếm đi. Sao bữa nay xe mình chở tới 5 người lận? Nói sao 5 người đâu ngàn năm đây có 3 đứa mà anh nói gì năm. Dạ. Hai thằng mặc áo đen, hai thằng mặc áo đỏ, tao nữa là 5 thằng đúng rồi. Trời ơi, trời. Để giờ anh hai có anh hai tỉnh mà giờ anh hai cũng quán gà hàng em á. Quán đâu, tao thấy 5 thằng nè. Để lại nè. 1 Đó, ai chưa đó. Ừ. Dạ, ba. Ba nữ hả? Cho đếm lại cho mày. Mở ra. Hai nè. Hai, ai kêu tôi tên mày 6 ba. Ba nữ. Tôi là 6. Thằng này kéo một bên nó là bộ. Ủa sao? Thằng này nó là mặt. Ủa? Có đâu? Có hai thằng này đâu rồi, không thấy vậy? Trời ơi. Vậy là mắt của anh hai mày bị quán gà rồi. Rồi sao còn mày sao là sao xảy? Xảy sinh tố hoài mày. Làm gì mà ối hoài mày. Cái gì mệt mệt. Nó đâu uống rượu chất à. Ba thằng mỗi thằng có 1 lít mấy, 2 lít. Cộng lại 5 lít mấy, 6 lít chứ nhiều. Ủa mà ai vậy? Hai đứa rồi là ai? Trời đất. Nhậu không có cần phục vụ tiếp viên. Cái gì vậy? Mà cái quán gì mà đưa hai thằng khỉ già Halloman ra nói chuyện với người ta vậy? Nhậu rồi nói chuyện cho đàng hoàng nha. Anh hai của mày nha. Nha. Anh hai của mày chứ không phải là mày của anh hai nha. Thôi giờ. Tao lớn rồi anh. Thôi thôi, lên xe. Anh lên xe hết đi. Rồi anh hai cố gắng đèo hai thằng bay về tới nhà. Lên. Lên về ha. Lên về. Nhưng mà nãy. Anh hai hả? Ừ. Lộn. Lên. Anh hai chạy em được đâu, để em. Thôi. Em ngủ đi giờ em tỉnh rồi. Uống đây, mà chưa đủ nè, này nó chưa đủ đô nè. Bởi vậy nãy biết vậy em lấy thêm nữa rồi. Anh hai mình chạy xe mình phải đội mũ bảo hiểm đó. An toàn giao thông. Thì về anh hai. Không có nó bảo hiểm mất cái mẹ cái quay. Trời ơi mày lo cái gì vậy? Đi qua đây. Hết chỗ rồi. Anh hai thấy đường không anh hai? Phải. Anh hai cứ rồ ga đi em nhắm, em hướng em chỉ cho anh hai chạy. Đạp máy anh hai, đạp máy. Không nổ sao đạp đạp chạy vậy anh hai. Máy. Sao máy cái giò đạp anh hai, cái giò đạp. Cái giò đạp anh hai, cái giò gì để giò nữa. Nữa anh hai. Anh đạp lát coi chừng đạp xăng á. Thằng xuống đá chống đi. Ủa sao xe của tao này đạp không nổ vậy? Xe hết xăng rồi đạp sao nổ.
Sao biết hết xăng cho tôi? Hết cái con khỉ. Ngày hôm qua tao sợ xăng lên giá tao đổ đầy bình mà hết cái gì. Rồi chứ nãy anh không nhớ lúc mà hết rượu anh nhớ không? Nãy anh không hết rượu không? Sao? Rồi em mới chết. Em nhớ rồi. Lúc hồi nãy đang nhậu tự nhiên hết rượu cái cha nội này cho ra xe anh cho lui cui cho tháo mở thì cái anh cha đi chừng 50 phút về có nguyên một bình rượu nhậu tiếp anh hai. Em ơi, lấy rượu đổi xăng anh hai. Mày đừng có cho anh hai mày với anh Sáu mày uống xăng nha mày. Trời ơi, uống xăng giờ này chứ mình thành xiết luôn rồi, mình phun lửa được rồi. Chứ mắc mới gì mà lấy xe anh của mày đi rồi một hồi mày trở lại là có nước uống là lấy xăng trong xe anh hai đi đổi rượu về uống. Trời đất ơi, xăng như máu mà rượu như mỏ. Mình ra em lấy em đổi với mỏ về, ba anh em mình lấy cái mỏ để vô hút. Thôi vậy giờ hai anh em ngồi trên xe anh hai đẩy tụi em về đi. Trời ơi, để giờ lần nào uống nhiều mà nói đẩy đi. Anh hai sẽ có cách làm cho xe này nó nổ rồi anh chở hai đứa bay về. Đổ thành xe đạp điện. Kéo cái e xăng lên là xăng nó tu xuống chạy. Trời ơi, vậy anh hai hay quá. Cái e xăng nó nằm ở đâu anh? Đây rồi, chào. Lên đường anh hai. À. Đây hai mình đi xíu. Lên, lên liền nha. Đi anh hai. Rồi. Đừng nói anh hai. Rồi, cho chắc nha. Dạ. Vô. Dẹp đường đây. Dẹp đường. Ai vậy? Trời ơi. Nhỏ đó chơi. Giờ này chơi đá banh gì nữa, dẹp đi. Mời các anh xuống xe. Muốn trọng tài chơi đá banh. Ủa? Ai vậy anh hai? Giải quyết đi. Mời các anh xuống xe. Ở hai cái ông này cái gì? Ai mà đụng xe anh hai kìa anh hai. Hai anh này like mà lịch sự quá, mặc đồng phục anh hai. Chào. Ủa chào mình đó ta. Giống như là nhân viên. Đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ. Nè. Hai chú nói chuyện cho đàng hoàng nghe. Tôi đi nhậu, giấy tờ xe tôi cất trong người, mắc mới gì tôi đâu có bán xe đâu mà hỏi giấy tờ xe tôi làm gì. Tôi nói cho mấy anh biết nha, xe tôi là tống ba là chở ba là đủ rồi, không có chở thêm hai anh nữa đâu mà quá gian. Chúng tôi là cảnh sát giao thông. Hả? Đề nghị các anh xuất trình giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Cảnh sát giao thông. Trời ơi, nghe cái muốn hết muốn ngủ luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy sao? Trời ơi, sao ơi, mày làm gì? Trời cái gì vậy? Sao vậy? Nó dại quá, chân nãy nó uống nhầm rượu lá gì rồi. Bị trúng độc là sao vậy? Bị cái gì vậy? Bị gì? Mày nói đi. Thằng ở giữa phải ra bộ dãy công an mới tha. Ờ trời ơi, hai đó chết. Anh đi kia đường nó cứu hai em đi. Nó bị cái gì? Ờ cấp cứu. Bị giật kinh phong. Kinh phong. Ủa nó bị giật kinh phong sao nó trả lời được vậy? Được, tôi cái mũ cho nó gắn đi cho nó méo mũ chơi. Trời ơi. Anh đi cứu nó giùm anh kêu con. Yêu cầu anh đứng lên. Sát. Hai anh công an kêu mày đứng lên kìa. Chuyển qua. Yêu cầu anh đứng lên. Đứng lên. Là đứng nghiêm luôn. Ủa, tôi tưởng anh bị bệnh sắp chết rồi chứ. Dạ, nãy em sắp chết. Anh yêu cầu em đứng lên cái hồn nhập lại xác hết chứ. Nãy giỡn chút thôi, diễn chút thôi. Có gì không? Chúng tôi không đùa giỡn với các anh. Các anh có biết mình vi phạm lỗi gì không? Lỗi gì đâu, tụi em chạy xe thì... Xe em có chở hai rồi đàng hoàng thôi, có gì đâu. Chào. Các anh như vậy là đã chở ba, sợ quá, chở quá xuống rồi cho phép. Dạ. Rồi, các anh còn không đợi mũ bảo hiểm. Ê, có nè. Mũ bảo hiểm nè, nói nha. Mũ bảo hiểm nè. Thì có cái đó, đội rõ ràng. Anh xem lại cái trên đầu anh là gì? Ủa, cái mũ bảo hiểm của tao gì ngộ à. Trời. Nãy em thấy nó quen quá. Em múc nước cho bà gì bà rửa cá, bà làm mình ăn đó. Đấy. Em cũng có ở dùm đây. Trời đất ơi, cái gì vậy? Anh bây giờ cái này xỏ dây tụi em đeo được không? Đỡ. Xin lỗi hai anh. Cảm bỏ qua. Vì say quá rồi cái tụi nó đổi đi chủ quan. Chủ quan. Nó... Tôi là chuẩn bị nó bảo hiểm đàng hoàng nhưng mà em tôi nó ẩu quá. Nó không có... chuẩn bị chu đáo cho tôi. Con nói bảo hiểm, nó bảo hiểm mày đâu sao mày đậu vô? Hai cái nón bảo hiểm của hai. Đổi mồi rồi. Nãy hai cái giờ... Các anh á, chở ba lại không đội nón bảo hiểm. Lại say xỉn như vậy nữa. Các anh có biết là nguy hiểm lắm không?
Rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây á là không chỉ xảy ra cho các anh mà còn cho những người cùng tham gia giao thông. Chỉ cần một giây các anh sơ sẩy thôi, hậu quả khó lường như thế nào các anh có biết không? Rồi lúc đó gia đình của các anh, gia đình của những người không may mắn kia, họ sẽ ra sao đây? Các anh có biết hàng năm có biết bao nhiêu người chết và bị thương vì tai nạn giao thông? Nhiều lắm, nhiều anh, nhiều. Mà phần lớn là do ý thức tham gia giao thông của các anh. Tham gia giao thông của người tham gia giao thông còn quá kém. Dạ, em biết, nhưng mà anh em ý kiến thì cái tụi em chạy chậm. Em chạy thông thế trường sẽ chạy nhanh. Em chạy chậm, chạy nó nói mà xe đạp nó bay cái vèo qua mặt tụi em rồi. Cái thứ gì đó là xin anh tha cho tụi em, không phải là tụi em không phải là không muốn, nhưng mà tại vì tụi em vui. Để anh làm việc. Để bây giờ anh dạy hai anh thông cảm cho em đi. Em mới vi phạm lần đầu, em sẽ rút. Cha nội xạo, ông bị ba lần rồi. Mày tào lao rồi. Tao mới bị hai anh này thổi lần đầu tiên, đúng không hai anh? Chúng tôi á không cho là các anh cố ý vi phạm. Nhưng ý thức tham gia của các anh còn quá kém. Bởi vậy chúng tôi phải lập biên bản. Chuyện này không thể thông cảm được. Các anh tham gia giao thông bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm, rồi chở quá số người quy định, lại còn say xỉn đến mức không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được hành vi của mình. Sao anh? Trong trường hợp này bắt buộc chúng tôi phải giam xe. Giam xe khi các anh tỉnh táo, đem giấy tờ đầy đủ lên đây chúng tôi sẽ giải quyết. Dạ, ba anh cho tôi em hợp pháp anh cho em. Em hợp chứ thiếu. Anh kiếm cơm. Bây giờ vậy nha. Chiếc xe của anh là giống như máu trong cơ thể anh. Giam xe anh là không được. Không được, không được. Bây giờ anh dùng cái chiêu này. Hai đứa em đi qua bên đó tiếp chuyện với hai anh đó. Nghe. Dùng chiêu nam nhân kế hả? Ok, còn cái chuyện sau đó lại tự anh tính. Rồi đây. Thật sự thì ông anh ơi, phải bản số. Em nói anh nghe. Chuyện cho hai đứa em nó khổ lắm. Tụi em không phải là cái số của anh là gì không để nói hết anh chưa hiểu gì hết. Đề nghị các anh bình tĩnh, đâu có gì đâu mà tôi xin lỗi. Sao vậy chạy hết là một la lớn quá ha. Không phải cái gì, một đống thịt vậy tai nạn. Bác sĩ lại khám nói có một câu tôi đau đứt ruột. Bác sĩ nói sao? Chúng tôi cố gắng hết sức. Cái gì vậy? Trời ơi, mỗi lần mà tôi coi phim mà cái ông bác sĩ nào mà trong phòng bệnh mà đi ra mà nói cái câu mà chúng tôi đã cố gắng hết sức là y chang như rằng bệnh nhân đó không thể nào sống được, đồng nghĩa với chuyện là anh hai sắp đi hả? Vậy là mình mất đi một người bạn nhậu hả? Đâu có làm cái gì nặng nề đâu mà sao anh bị cái gì ghê vậy? Thì đó anh chỉ bị đụng thôi mà. Trời ơi anh hai, sao anh đỡ chúng bị đi bỏ tụi em vậy? Em nhớ anh đụng có cái đùng thôi mà sao giờ mình mấy anh sưng cục hết vậy anh hai? Trời ơi sưng gì? Chạy chân mình mấy sưng cục hết chân rồi kìa anh hai. Má con. Cái gì? Má con. Trời ơi má người ta mà nó sưng rồi nó tính rờ cái cục sưng nữa. Trời ơi. Má con đi. Anh hai bên đây hả? Anh hai sưng cục cái gì hết kìa. Anh có đau không anh hai? Nhẹ thôi. Trời ơi, ông không nói, tức là ông gần đi rồi con ơi. Dạ. Con gấp mua một nải chuối xanh. Chi vậy chú? Dặn bụng ổng. Chú đó tập vậy. Thôi mình khỏi mua chuối, mình mua hột vịt dạ? Mình luộc lên rồi mình để cúng ổng hồi sẵn, ổng đi cái mình ăn tiệc. Trời ơi chú ơi, không có đâu. Cái người
người mà chú gì buồn là hồi nãy tôi kinh sát đi rồi. Là tôi nói bác sĩ đây. Nói ông kia. Dạ. À, ông kia còn hả? Ông này là bác sĩ chỉ nói có một câu thôi. Ôi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Chưa cố gắng hết sức. May quá. Còn hết còn được. Thôi, chú Dư đừng nói gỡ tôi nghiệp ba con. Tội lắm. Trời ơi, thấy con mẹ tỉnh. Dạ, mẹ tỉnh. Dạ. Đỡ chị vậy. Sao đau quá vậy nè. Xúc cái tay mẹ con ra bây giờ. Rồi bây giờ. Ơi Trang ơi. Dạ. Má Trang ở đâu vậy Trang? Dạ bệnh viện. Rồi thân không vô nhà mà vô bệnh viện á. Trời má không nhớ hả? Hôm bữa má với con đi kiếm bà đó. Để xong má chở con á, má bị đụng xe má không nhớ hả? Con may mà con nhảy ra xuống được á. Trời ơi, heo ra trời, sao sai chân quá. Đừng có, đau quá vậy nè. Ôi, mẹ. Trời ơi, thằng mắc dịch nào mà nó chạy mắt, nó đuôi, nó lọt trồng, nó té rổ hay sao mà nó đụng quá. Trời mừng quá, hai cái chân nó còn nguyên á. Chị muốn biết thằng mắc dịch nào đụng chị không? Nào á. Em biết, em chỉ cho. Chị, cái thằng mắc dịch nó nằm kế bên chị. Kế bên luôn á. Trời ơi, chú. Thằng mắc dịch. Mày đụng tao rồi mày lết vô đây mày nằm kế giùm tao bình tĩnh quá mày chạy mày lay lượm vô mấy đôi dép vậy dép dép nguyên đôi luôn chị chọn ha chọn không có đúng rồi trời ơi má thù mày má ơi má ơi mày hết chuyện mày xin bình tĩnh má ơi tao nuôi ba đứa con đó mày mày đụng tao hả dạ rồi bình tĩnh má ơi trời đất má ơi bình tĩnh lại má trời ơi ui da trời ơi má ngồi xuống đi rồi từ từ má nhìn lại má nhìn lại cái ổng là ai rồi má trời quá bụng á thằng nào vậy ấy da trời đau quá thằng nào mà thấy nó quen vậy con quen không má này nó gặp chị bao nhiêu lâu rồi mười mấy hai chục năm rồi đó dạ. Thằng nào vậy trong nhà mình luôn má thằng nào vậy con ba con trời đất ơi trời đất ơi ôi trời ơi trời ơi trời ơi nhìn nhẹ tay chị ổng gần đi rồi đó Ba con không sao không? Dạ. Kể chị nghe đi kìa. Chị. Không sao vậy? Chuyện là như vậy nè. Hôm bữa đó ba đứa tụi em nhậu với nhau. Xong rồi trên đường về tống ba bị công an bắt. Rồi ảnh mới kêu tụi em dùng nam nhân kế dụ công an để ổng tẩu thoát. Thì trên đường ổng tẩu thoát thì hình như là ổng đụng trúng chị một cái đùng cái mà bây giờ hai vợ chồng nằm chung một phòng luôn. Hai người có duyên đó. Dạ. Giờ là có duyên. Dạ. Đi đâu cũng có cặp có đôi. Bởi em lúc nhỏ em nói nhiều cho em miếng khô thì không chịu, dành ăn kêu là em lỡ miệng nói ông ăn đi rồi chích chùm đáng chịu. Ai giờ anh chị có cơ hội nên ăn chùm luôn. Ông ơi, tôi nói ông rồi, ông nghe tôi chạy xe ngoài đường nguy hiểm lắm. Tỉnh táo mà chạy xe. Bình tĩnh giờ đi đụng ai vậy con vợ không ông đụng con khô quá vậy ông ơi vậy tính nó đụng chị khô nó đụng người ngoài đền tiền chết luôn á không chị ơi cái này nó còn có hoàn cảnh đó chị không phải là cái chuyện mình chạy đâu mình xui xẻo nó còn có nhiều cái đó. Nhiều khi không phải là do mình mà do người khác chạy nữa nè như em nè dạ. Nhắc tới chuyện của em là tự nhiên em thấy buồn liền cái chỗ này thì con biết là tại vì vợ con chú cũng bị tai nạn giao thông đó vậy em mới buồn em mới đi nhậu chứ ngày xưa em đâu có nhậu đâu chị biết không hồi đó đó em nhà cũng ngoan cũng không hề biết ăn nhậu gì rồi cái cũng rảnh chở vợ con đi công viên chơi thì đang đi cũng trời mát nè em đâu có ngờ chuyện nó xảy ra đâu ông nội kia ông lái xe tải ông thả dốc sao tụt thắng tụt gì đó cái bẻ ta lái qua đạp thắng ông dính vớt ba đứa em luôn em không biết gì hết tới lúc mà em tỉnh dậy rồi là hay tin là mẹ con nó bỏ em đi rồi cái này ai cũng biết giữ an toàn giao thông thì đỡ rồi nhiều khi mình cũng muốn mà người khác người ta không có ý thức người ta đụng mình sao không biết được chị chị ai cũng nghĩ như chú được đi ba con vào dạ. Tình trạng má con sao con sợ quá dạ má bình tĩnh má đỡ ba vậy không được không được má chị ơi chị không ba còn sống rồi con còn sống còn sống bây giờ bác sĩ nói là không có đỡ ba con ngồi dậy được đâu ơi sao vậy con cái giò của ảnh ơi sao mà khúc này thôi hả không có sao chỗ khác má ơi má bình tĩnh đi bác sĩ nói là ba của con bị gãy ba cái bè sườn gãy be cái ba sườn ấy gãy
ba cái ba sườn. Ba cái ba sườn thôi. Không có dập ra lát không có gì hết á. Vậy vậy cái đồ mà chống nội tạng của ổng á. Nội tạng còn nguyên hết chị. Ở chồng nó không có miếng nào bị giữa hết chị. Ôi, tôi nói ông rồi, ông ăn nhậu làm cái gì? Sao cứ ăn nhậu hoài? Ăn với nhậu lành lặng, không hố, không què hoặc như vậy rồi giờ. Nhà đã khổ rồi, bây giờ ông bệnh như vậy rồi, tôi bị như vậy rồi. Ai lo cho con? Rồi thôi, chị đừng có la anh nữa, chị la anh mà tụi em nhột mà, tự vì em có lỗi. Hai đứa em đi chung, mà bữa đó là đã nói anh rồi. Nó... Anh nhúc nhích, anh nhúc nhích. Ông tỉnh, anh tỉnh. Ông tỉnh, ông tỉnh. Ông thấy những người ông sao không? Ông ơi, ông biết tôi là ai không? Ông đang nằm ở đâu vậy? Dạ, bệnh viện đó ba. Ông ơi, ông nhìn, ông nhận ra tôi không? Nhận ra tôi không? Con vợ đẹp nhất của ông ơi. Ông nhận ra tôi không? Nhận con mình đúng không? Nhận ra không? Nhận em không anh? Anh thấy chị mà, chị yên tâm, chị bự vậy anh thấy. Nhớ hết rồi. Dạ, mừng quá anh không cứu có bị được cái đầu, cứu được cái đầu rồi. Còn cái nội tạng, ông ơi đau quá. Lo cái đầu của anh trời. Sao rồi? Anh hai thấy sao rồi? Trong người anh hai sao? Khỏe rồi hả? Tỉnh rồi, anh tỉnh rồi. Bác sĩ nói tỉnh như là đỡ lắm. Mở mắt không nổi mà nghe hết rồi. Nghe sao ba không nói một tiếng cho con mừng hả ba? Nhục quá, không dám nói. Trang. Dạ. Ba với má con bị bao nhiêu ngày rồi? Dạ, mới có 3-4 ngày à bà. Trời. Ba má ráng khỏe nha. Con chăm sóc ba má được mà không sao đâu, con tạm nghỉ ha. Rồi ấy mà vụ buôn bán con hả? Dạ con luôn, rồi con lo cho mấy em luôn á ba má. Nó hết, giỏi làm hết. Rồi không có đi học hả? Nó nghỉ. Thôi con ráng đi, mấy bữa nữa thì má khỏe, bây giờ má buôn bán, má lo cho em rồi con đi học. Dạ thôi khỏi má, ba má yên tâm tịnh dưỡng đi. Sáng nay nhà trường gửi giấy kêu con nghỉ học luôn đi. Trời ơi, bị đuổi rồi. Vậy là bị đuổi rồi. Vậy ta? Trời ơi. Không sao đâu, ba má chừng nào ba má bình thường trở lại con xin phép con học lại. Có gì mình lên gặp nhà trường mình nói. Ông tí chưa? Ông ăn được chưa? Cái ba sườn trời ơi. Ông biết nghĩ đến tôi, nghĩ đến con. Tối ngày ông nghĩ đến mấy bạn nhậu không à. Đó bây giờ nè. Ông nằm đi nè, người ta lạnh lặng đó. Ăn nhậu đi, vui lắm. Tại anh bỏ trốn chứ đứng yên lại giống tụi em đâu có bị gì đâu. Chị mình đứng đó mà đứng yên lại là được rồi. Tôi lại với cha, mấy cha làm ơn. Mấy cha ăn nhậu, mấy cha lái xe. Đụng mấy cha bị, rồi người xung quanh bị. Rồi dễ nên vợ con người ta nữa mấy cha. Ông ơi, là bây giờ ông giữ được cái mạng. Tôi còn chồng con, ông còn cha. Nhưng mà lỡ ông lên bàn tờ rồi, ông giống vợ cha đi. Trời ơi. Khổ không? Thôi má ơi. Chị ơi, cái này nó ấy mà đâu phải vậy đâu. Chị trách em tội nghiệp quá. Thật ra là ba đứa em mà bữa đó anh giành lái. Dạ. Chứ thiệt ra chứ không, bữa đó tụi em tính là ở lại luôn rồi. Dạ. Cho tôi có ý kiến chứ. Thì đó, anh nói kìa. Anh xin nói gì chị cho. Chưa. Qua chuyện này á, tôi mới nghĩ ra một điều. Quan trọng là mọi người phải ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Chứ để khi chuyện xảy ra rồi á, hối hận cũng đã muộn rồi. Như bản thân tôi nè, không chấp hành luật lệ giao thông thì xảy ra sự cố như thế này. Bây giờ hối hận thì đâu có kịp. Thôi mà ba, chưa đi nghe ông. Thôi rồi.